Cái tên Dragon Ball từ tiếng Việt là 7 viên ngọc rồng, một cái tên đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu độc giả trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bộ truyện tranh huyền thoại ra mắt từ năm 1984 của Akira Toriyama vẫn tiếp tục làm khán giả say mê với hàng loạt phim hoạt hình ăn khách như là GT Super. 7 viên ngọc rồng huyền thoại Broly là phần phim lẻ thứ 20 của thương hiệu với sự xuất hiện của Super Saiyan huyền thoại Broly vô cùng bá đạo. Goku-san wa naze kore ijou no tsuyosa o motomeru no desu ka? Kono mei no chikara no taikai de hoka no uchuu no tondemonei yatsura ni atta kara ora moeten da. Lúc này, nhóm nhân vật chính Goku, Vegeta đã kết bạn cùng thần hủy diệt Beerus và Whis để chuẩn bị tham gia giải đấu sức mạnh. Sự xuất hiện của một nhân vật mới khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Đó chính là Broly, người Saiyan, có quá khứ bí ẩn cùng với chỉ số sức mạnh cao đột biến. Dù đã biến hình thành Super Saiyan, cả Vegeta và Goku đều lần lượt bị gã đánh bại. Đáng sợ hơn, Broly thậm chí chỉ cần chiến đấu trong hình dạng bình thường cũng đủ sức khiến cả hai lên bờ xuống ruộng. Bộ phim còn hứa hẹn sẽ tiết lộ quá khứ bí ẩn của gã gắn liền với lịch sử của hành tinh Saiya vốn chỉ được kể thoáng qua trong truyện gốc. Đây chính là cơ hội để các fan khám phá thêm về lịch sử thế giới mà mình yêu thích trong suốt hàng chục năm qua. Dragon Ball Super Broly hứa hẹn sẽ là một bộ phim không thể bỏ qua đối với các fan của Dragon Ball nói chung và khán giả yêu điện ảnh nói riêng. Phim dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2019.